Thưa quý vị, tiếp tục chương trình này thì tôi muốn giới thiệu một bài hát mà có lẽ chắc thôi tôi nhường lời lại cho Mỹ Tâm đi, vì bài hát này cũng do chính cô viết lời với lại một nhạc sĩ trẻ viết riêng cho Nâng Bước Ngày Mai. Bài hát có tên gọi rất đáng yêu và vô cùng ý nghĩa, đó chính là Những Ngón Tay Đan. Vâng ạ, đây là một ca khúc mà Tâm đã viết bằng những cảm xúc của mình khi mà thực hiện chương trình Nâng Bước Ngày Mai. Tâm nghĩ rằng là một mình Tâm thì cũng khó có thể làm được những cái điều gì lắm. Và hy vọng rằng là được sự giúp sức của nhiều người nữa cùng chung tay, mà cùng đan tay để mà làm những điều thật sự là ý nghĩa cho cuộc sống. Và Tâm nghĩ rằng là Những Ngón Tay Đan là một món quà mà Tâm muốn gửi tặng đến tất cả các em cũng như là tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình hôm nay. Đó là Những Ngón Tay Đan cùng viết với nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Xin mời quý vị. Cảm ơn Lộc. Bao năm qua theo tôi trên lối đi về, bao năm qua theo tôi trên con phố quen, bao nhiêu mảnh đời đâu biết giấc mơ em đêm đang có so bên hiên với giấc ngủ vui, hay buồn ba trong đêm chạy theo giấc mơ. Rồi đời trôi đi rất xa phía nơi cuối trời, người bình yên nào có thấy đâu. Có lúc muốn khóc vỡ òa, không biết ra sao tháng ngày. Bao nhiêu đêm hoang vắng cố tìm hơi ấm trong tiếng mưa rơi. Đôi tay em nhỏ bé giữa đời thầm cầu mong đêm tối qua nhanh. Phố khuya mịt mù bỗng ai lặng thầm. Biết đâu ngày về đêm của tôi đã mơ một giấc mơ đẹp, tôi vui ca đi trên từng con phố quen, quanh tôi không còn tiếng khóc giữa đêm nao lòng. Đôi tay đan vô nhau là những phép màu, đôi tay đan vô nhau dệt những ước mơ. Mỉm cười nhìn em bé thơ bước vui đến trường, những mầm xanh rồi sẽ nở hoa. Giang đôi tay ôm lấy mảnh đời không biết ra sao tháng ngày. Bao nhiêu đêm em đã cố tìm hơi ấm trong tiếng mưa rơi. Đôi tay xin đan lấy phép màu, hãy cùng tôi chia sớt cho đời. Ước mơ một ngày sẽ không còn người buồn đau. Vẫn tin một ngày giấc mơ nhiệm màu.